Lương Bằng Quang, Trấn Thành nhấn màn cầu hôn đắt giá của showbiz Việt. Trấn Thành, nam diễn viên của Lại Vợ Bầu cũng từng gây chú ý bởi màn cầu hôn bà xã tiêu tốn 100 triệu đồng tại một nhà hàng trên cao ở Sài Gòn. Đồng thời anh cũng thuê màn hình LED để chạy dòng chữ tiếng Hàn, Harry làm vợ anh nhé. Lúc đó tôi ôm cô ấy từ phía sau, tấm bảng cầu hôn hiện ra ngay dưới tầm mắt nhưng cô ấy chỉ lo ngắm sao trời. Tức quá tôi phải xoay cổ cô ấy lại vào đúng trọng tâm, nam MC kể lại. Từng nghĩ hôn nhân là cái gì đó rất mơ hồ, nghe thôi đã rùng mình, song sự xuất hiện của Harry Won đã giúp Trấn Thành thay đổi quan điểm này. Trấn Thành thừa nhận bản thân là người ham vui, thích tự do bay nhảy, do đó thời gian trước đây anh từng nghĩ hôn nhân là cái gì đó mơ hồ đến mức nghe thôi đã rùng mình. Tuy nhiên chính Harry Won là người đã giúp cho anh định nghĩa mới về hôn nhân và bản thân nam nghệ sĩ cũng giúp bà xã thay đổi quan điểm của mình. Harry Won cho biết cô và Trấn Thành gặp nhau lần đầu tiên vào 12 năm trước khi cô là thí sinh, Trấn Thành trong vai trò MC, còn Tiến Đạt làm ban giám khảo. Cô được nam MC giúp đỡ rất nhiều sau lần tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Chính chương trình này đã giúp cô với ông xã gắn kết hơn và được khán giả yêu mến hơn. Sau 6 tháng quen nhau, cô được Trấn Thành cầu hôn. Thời điểm đó, Harry Won thừa nhận cô rất bất ngờ và hoang mang vì chưa muốn lập gia đình. Tuy nhiên, danh hài gốc thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng thuyết phục và cô đồng ý. Bà xã Trấn Thành còn tiết lộ, cô không hề phải làm bất cứ điều gì để chuẩn bị cho hôn lễ mà chồng sắp cưới của cô khi đó đã chuẩn bị hết. Cô kể lại, các cặp khác được lựa chọn đồ cưới còn tôi không được chọn gì. Tôi cứ đi theo anh ấy tự làm hết. Đến ngày cưới tôi mới nghĩ chuyện làm vợ dù cảm giác như đi sự kiện. Tôi thấy hoảng sợ, nhắc mình phải nghiêm túc và gắn bó với người này. Thậm chí người đẹp mang hai dòng máu Việt Hàn còn kể lại ngày đầu tiên quen nhau cô đã nhận được chiếc túi hiệu từ Trấn Thành. Cô quyết định trả lại Trấn Thành nhưng được ông xã khuyên ngăn. Đặc biệt, Harry còn tiết lộ thời điểm Trấn Thành cầu hôn, cả hai đang có mâu thuẫn khi cô có chuyến lưu diệt ở Mỹ. Vì vậy, màn bày tỏ của nam danh hài càng khiến nữ ca sĩ bất ngờ khi vừa trở về Việt Nam. Trả lời bình luận của bạn bè, người đẹp vẫn không khỏi ngạc nhiên với hành động ngày đó của ông xã. Đến giờ này em vẫn không tin sao ổng cầu hôn em. Lương Bằng Quang gây chú ý bởi loạt ảnh cưới ngẫu hứng vô cùng xinh đẹp tại Úc. Lương Bằng Quang và bạn gái Ngân Kiến Tám cũng từng có màn cầu hôn lãng mạn tại Phú Quốc. Theo đó, nam ca sĩ chọn không gian thoáng mát khi vừa có biển và hồ bơi. Tuy nhiên, trang phục đơn giản với áo sơ mi, quần short và mang dép lào của giọng ca anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm lại khiến netizen bật cười. Lương Bằng Quang hẹn hò Ngân Kiến Tám từ năm 2016 khi anh vừa chia tay bạn gái cũ Gia Gia Trương Nhi. Cặp sao lần đầu xuất hiện chung trong chương trình Sao Nối Ngôi hồi tháng 5 năm 2017, nhưng chưa công khai mối quan hệ. Tháng 5 năm 2018, nhạc sĩ mới xác nhận Ngân Chiến Tám là người yêu của anh. Thời gian yêu, cả hai liên tục thể hiện tình cảm bằng những hành động lãng mạn như diện đồ đôi, du lịch cùng nhau. Ngân Chiến Tám thường mặc trang phục gợi cảm nhưng Lương Bằng Quang tôn trọng sở thích của bạn gái. Anh đánh giá cô là người ngoan hiền, không dễ dãi như nhiều người nghĩ. Lương Bằng Quang cho biết anh quyết định lên xe hoa cùng bạn gái Ngân Chiến Tám sau 6 năm hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai chưa quyết định ngày tổ chức hôn lễ vì tình hình dịch còn diễn biến phức tạp. Chuyện tình lệch 16 tuổi của Lương Bằng Quang và Ngân Kiến Tám luôn là tâm điểm chú ý và đề tài bàn tán của nhiều cư dân mạng. Cặp đôi từng gây tranh cãi khi chi tiền khủng để phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình. Sau đó một thời gian cả hai lại gây ồn ào khi tuyên bố chia tay và đấu tố nhau trên Facebook. Tuy nhiên một thời gian sau họ nhanh chóng hàn gắn và tiếp tục mối quan hệ. Cư dân mạng gọi Lương Bằng Quang và Ngân Kiến Tám là cặp đôi chiêu trò với hàng loạt scandal từ khi quen nhau. Hồi năm 2020, cả hai vấp phải nhiều chỉ trích nặng nề từ công chúng bởi loạt scandal như bị nghi sử dụng ma túy, bị cấm diễn vì ăn mặc phản cảm. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh, clip du lịch đồng hành cùng nhau trong cả công việc và cuộc sống.